cơ quan chức năng làm việc với nữ bảo mẫu tác động vào má bé trai vì ăn chậm. Xác minh clip nhiều người đứng nhìn hai cô gái xô xát trên đường phố ở Cà Mau. Nam sinh bị đầu độc bằng cyanua ở Đồng Nai đủ điều kiện xét đặc cách tốt nghiệp. Xảy ra mâu thuẫn, hai người cầm gậy xô xát lẫn nhau giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, vừa qua trên mạng xã hội lan truyền một video ghi lại hình ảnh một người phụ nữ dùng tay tác động vào má của bé trai vì cháu ăn cơm chậm. Sau khi video được đăng tải, dư luận tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành vi của người bảo mẫu này. Chiều 10 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lợi, tỉnh Đắk Lắk đã đến kiểm tra và làm việc với những đối tượng liên quan đến vụ việc. Ông Võ Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Lợi cho biết đã tổ chức cuộc kiểm tra lập biên bản một hộ gia đình trong trẻ tự phát trên địa bàn có hành vi gây thương tích cho trẻ em. Đối tượng vi phạm được xác nhận là bà TTN, 39 tuổi, trú số L11 đường Tôn Đức Thắng. Bà N được xác định có hành vi vi phạm trong lĩnh vực giáo dục khi chưa được cấp phép hoạt động và xúc phạm danh dự nhân phẩm thân thể của người khác. Theo ông Phương, tại thời điểm kiểm tra, hộ gia đình này không có trẻ. Tuy nhiên, qua các clip thu thập được, có đủ cơ sở khẳng định hộ gia đình này nhận trong trên 3 trẻ mà không xin phép cơ quan chức năng. Tại buổi làm việc, bà N thừa nhận có trong 4 cháu nhưng toàn con cháu trong nhà và nhận thêm con của bạn bè ngay tại nhà của mẹ ruột bà N. Bà N nêu lý do là cháu trai không chịu ăn nên có ép cháu ăn và chạm nhẹ tay vào má cháu bé. Bà N thừa nhận hành vi của mình và cho biết sẽ đến gặp gia đình bé để xin lỗi. Ông Phương thông tin thêm, hành vi nhận giữ trẻ mà không xin phép của hộ gia đình bà N đã vi phạm quy định tại Nghị định 04/2021/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Ngoài ra, bà N, người trực tiếp chăm sóc trẻ, còn có hành vi gây thương tích cho trẻ nhỏ. Cụ thể, người này có hành động tác động vật lý vào má một bé trai. Hành vi của N đã vi phạm Nghị định 04/2021/NĐ-CP, mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Ông Phương cho biết đoàn kiểm tra đã lập biên bản sự việc do mức phạt vi phạm của hai hành vi trên vượt quá thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân phường, nên đơn vị đã báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột xem xét xử lý. Về phía gia đình cháu bé, mẹ bé trai cho biết chị rất sốc và đau lòng khi xem clip. Vào dịp cuối tuần hoặc vào những ngày trường mầm non không dạy, chị thường gửi con cho bà N giữ với phí trông trẻ 100.000 đồng một ngày. Mẹ cháu cũng cho biết thêm bà N có gọi điện xin lỗi nhưng gia đình rất khó để bỏ qua. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một số trẻ đang trong giờ ăn tại hộ gia đình bà N. Trong quá trình ăn, một nữ bảo mẫu liên tục đúc la hét hối thúc bé trai ăn. Sau đó, người này dùng tay tác động vào mặt khiến cậu bé chỉ biết khóc, mắt lẫn với cơm. Hiện đối tượng vi phạm đang được Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột xem xét ra quyết định xử phạt. Xác minh clip nhiều người đứng nhìn hai cô gái xô xát trên đường phố ở Cà Mau. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 7 vừa qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết, công an đang điều tra làm rõ đoạn clip ghi lại cảnh hai người phụ nữ xô xát lẫn nhau bằng dao lam được lan truyền trên mạng xã hội khiến người xem lạnh gáy. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 35 phút sáng ngày 10 tháng 7, một tài khoản Facebook tên Mai Huỳnh đã đăng tải video dài hơn 1 phút ghi lại cảnh hai cô gái trẻ nắm tóc gây thương tích lẫn nhau trước sự chứng kiến và cổ vũ của nhiều người. Sau đó, trên cơ thể người phụ nữ mặc áo thun trắng có một số vết thương nghi do bị đối thủ dùng lưỡi lam tấn công. Vụ hỗn chiến này được cho là xảy ra ở thị trấn Cái Nước. Chỉ trong thời gian ngắn đăng tải, nhưng status trên đã nhận được hàng chục ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ. Theo ghi nhận của phóng viên, đến 9 giờ 54 phút ngày 10 tháng 7, thì tài khoản Mai Hình đã gỡ bỏ nội dung đăng tải trước đó khỏi trang cá nhân. Ngay sau đó, Công an huyện Cái Nước đã chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ xác minh các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định. Nam sinh bị đầu độc bằng cyanua ở Đồng Nai, đủ điều kiện xét đặc cách tốt nghiệp. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc cô ruột đầu độc cả gia đình bằng cyanua khiến 5 người lần lượt tử vong ở Đồng Nai, mới đây nạn nhân duy nhất còn sống sót sau vụ án mạng là em NHBT, 18 tuổi, đã được xuất viện. Gia đình cho biết em nhập viện ngay trước kỳ thi trung học phổ thông nên đã được nhà trường hỗ trợ làm đơn xin đặc cách xét tuyển tốt nghiệp.
Ngày 10 tháng 7 vừa qua, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho biết em đã đủ điều kiện xét tuyển. Theo thông tin trước đó, khoảng cuối tháng 6, em T bất ngờ bị ngộ độc cyanua và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. May mắn thay, em đã vượt qua lưỡi hái của tử thần để trở về với vòng tay của gia đình. Do ảnh hưởng của vụ việc, em T đã bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Sau khi sức khỏe em T ổn định, nhà trường đã liên hệ gia đình làm thủ tục xin xét đặc cách tốt nghiệp theo quy định. Ngày 10 tháng 7, bà Trương Thị Kim Huệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho biết, liên quan đến việc nam sinh 18 tuổi ở huyện Nhân Trạch bị đầu độc bằng cyano, nhà trường đã làm thủ tục xin xét đặc cách tốt nghiệp. Qua rà soát hồ sơ xin xét đặc cách, thì em NHBT đủ điều kiện để xét đặc cách tốt nghiệp, bà Huệ thông tin. Trước đó, ngày 5 tháng 7, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích, 38 tuổi, để điều tra về tội giết người. Bích là người đầu độc T, cháu ruột Bích, bằng chất độc cyano. Ngoài ra, Bích còn khai dùng chất độc cyano đầu độc chồng và hai cháu ruột tử vong. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Xảy ra mâu thuẫn, hai người cầm gậy xô xát lẫn nhau giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 10 tháng 7 vừa qua, Công an phường Bến Thành phối hợp với lực lượng chức năng quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã mời những người có liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc về video ghi lại cảnh một người đàn ông và một người phụ nữ cầm gậy lớn xô xát lẫn nhau giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh gây xôn xao dư luận. Trước đó, mạng xã hội truyền đi clip ghi lại cảnh một phụ nữ và người đàn ông cầm gậy tác động qua lại trên đường Huyện Trân Công Chúa, phường Bến Thành vào tối 3 tháng 6. Clip thể hiện người phụ nữ cầm vật giống gậy bóng chày xô xát với người đàn ông cầm cây gậy ngắn. Theo tìm hiểu, người phụ nữ trong clip là bà Phan Thanh Tê, 43 tuổi, ngụ quận 1 và người đàn ông là Phan Văn L, 65 tuổi, ngụ quận 7, chú ruột bà Tê, cả hai cùng kinh doanh cửa hàng thể thao trên đường Huyền Trân Công Chúa. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, bà Tê có lời qua tiếng lại với vợ ông L qua điện thoại, rồi qua cửa hàng ông L. Sau đó, bà Tê và ông L dùng gậy gỗ tấn công đối phương. Hậu quả, ông L bị chấn thương vùng gốc hàm phải và chấn thương phần mềm khuỷu tay, bàn tay phải, gối phải. Trong đêm, Công an phường Bến Thành đã đưa các bên liên quan về để lấy lời khai. Bước đầu xác định nguyên nhân là do việc mâu thuẫn trong tranh giành khách trong kinh doanh. Lựa chọn ngành nghề luôn là vấn đề quan trọng hàng đầu đối với các bạn trẻ hiện nay. Lựa chọn đúng ngành giúp các bạn mở ra cơ hội nghề nghiệp tươi sáng. Ngược lại, nếu lựa chọn sai ngành, con đường của các bạn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Chính vì vậy, thí sinh chuẩn bị vào đại học đã cân nhắc chọn ngành dựa trên nhiều yếu tố. Mình nghĩ là nên dựa vào cái niềm đam mê của mình, bởi vì cái niềm đam mê sẽ là thứ mà để mình giúp mình duy trì cái ước mơ và duy trì được cái công nghiệp tương lai. Em lựa chọn ngành nghề dựa theo demand trong tương lai và cái sở thích của bản thân em. Bởi vì là phần lớn các công việc bây giờ thì nó sẽ được đánh giá cái độ yêu cầu và mức độ nhân lực và cả lương nữa. Thế là em thấy đấy là một trong cái tiêu chí rất quan trọng của em trong việc chọn nghề. Theo lời khuyên của các chuyên gia, khi quyết định chọn ngành nghề theo học, thí sinh cần phải quan tâm đến rất nhiều yếu tố, trong đó cần tìm hiểu những ngành học có nhu cầu nhân lực cao trong tương lai gần. Trong những năm gần đây thì chính phủ cũng đã tập trung khá nhiều cái nguồn lực cho sự phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cơ sở hạ tầng về giao thông vận tải. Thì hiện nay chúng tôi cũng nhận thấy rằng là bản thân ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông sau một số năm thì cũng đã có cái sự trầm lắng do một số các yếu tố khách quan. Thì trong giai đoạn hiện nay thì cái nhu cầu về nguồn lực của ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông là khá lớn. Bên cạnh đó, một cái ngành mà hiện nay chúng tôi cũng phải khẳng định là cái nguồn nhân lực để cung ứng cho xã hội là rất ít cơ sở đào tạo, trong khi nhu cầu của xã hội rất cao, đó là liên quan tới ngành đường sắt đô thị và đường sắt cao tốc. Hai ngành này thì hiện nay nhà nước đang tập trung và chúng ta cũng đã có những chiến lược để phát triển ngành đường sắt cao tốc cũng như đường sắt đô thị. Tuy nhiên là các cơ sở đào tạo cung ứng nguồn nhân lực cũng như bản thân xã hội nhìn nhận về những cái ngành này thì cũng đang có những cái hạn chế nhất định. Hiện học sinh lớp 12 trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Các em đang trong thời gian đợi điểm thi và tiến tới đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2024. Thưa quý vị, hiện nay nhu cầu mua nhà ở xã hội tại thành phố Cần Thơ là rất lớn so với những dự án đã và đang đầu tư. Tuy nhiên lại tồn tại nghịch lý, các chủ đầu tư cho rằng hơn 1.000 căn nhà ở xã hội sắp tới đang không biết phải bán cho ai. Theo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2015-2023,
thành phố có 6 dự án nhà ở xã hội, dự kiến sẽ cung ứng 2.549 căn hộ, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho khoảng 10.000 người có thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp. Hiện tại đã có 3 dự án nhà ở xã hội hoàn thành và 3 dự án đang tiếp tục được triển khai xây dựng. Tuy nhiên, trên thực tế, số đối tượng hoàn thành thủ tục mua nhà ở xã hội trên địa bàn vẫn rất thấp. Cái thứ nhất là vấn đề xác minh. Tức là xác minh cái đối tượng như tôi đã nói, tức là xác minh cái đối tượng này phải đúng đối tượng. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề là liên quan đến vấn đề là kiểm tra. Thì chúng tôi thì thực hiện cái việc là yêu cầu các chủ đầu tư phải có câu chuyện là báo cáo định kỳ về cho sở dựng, đồng thời phải có sự cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp luật nếu mà tự tiện bố trí sai đối tượng. Nhu cầu về nhà ở đối với người có thu nhập thấp là rất lớn, nguồn cung nhà ở của thành phố hiện nay cũng nhiều. Tuy nhiên, giữa các chủ đầu tư và người mua vẫn đang gặp rào cản về các thủ tục pháp lý. Những cái thủ tục á, nó mang bị tính chất là nó hơi bị thừa. Ví dụ như chẳng hạn như bây giờ là một trong một cái hộ dân mà ở trong một cái hộ gia đình, thì đối với khi mà xét việc về thu nhập cá nhân thì chỉ nên xét cha mẹ hoặc là con cái thôi, đừng có những người phụ thuộc trong cái hộ đó. Có một người đóng thuế thu nhập cá nhân rồi thì lại những người khác không được vay, hoặc là có đã vay được ngân hàng chính sách xã hội, trong cái hộ đó có người đã vay rồi thì không được vay nữa. Những cái chính sách về cái mẫu 0304 theo cái thông tư 09 của Bộ Xây dựng nó đang bị làm điểm nghẽn ở đây. Phải xác nhận cái đối tượng được hưởng chính sách đó, cái hiện trạng nhà như thế nào, và xác định phải cư trú tại địa phương là quá là trên 12 tháng, cơ quan không xác nhận. Và tình hình tới là 1.600 căn này thì chủ đầu tư cũng không biết là phải bán cho ai. Để tháo gỡ những vấn đề này, tại buổi làm việc của đoàn giám sát của Quốc hội về thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 tại thành phố Cần Thơ vào ngày 8 tháng 7 vừa qua, đoàn giám sát đã ghi nhận các ý kiến kiến nghị của thành phố về nhà ở xã hội, nhất là những vướng mắc về quy định pháp luật để báo cáo với Quốc hội, góp phần giúp Cần Thơ sớm tháo gỡ những khó khăn nhằm bảo đảm thực hiện tốt hơn công tác xây dựng nhà ở xã hội. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, 70 năm ngày giải phóng huyện Thạch Thất và công cuộc xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ dân ở xã Tân Xã đã hiến hơn 1.000 mét vuông đất để làm đường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại. Là mở cái tuyến đường này thì rất là nhiều nhà hiến đất. Vì theo cái tuyến đường này thì cái ruộng người ta chia dọc như thế này, thì mỗi nhà thì 10 mét, nhà thì 20 mét, nhà 30-40 mét. Nói chung là nhà ai cũng có công hết, mà công rất là lớn để mở được một cái tuyến đường này. Chắc chắn là cái con đường này nó sẽ còn lại từ đời này sang đời khác, thì nó sẽ là một cái mục tiêu là đánh dấu mãi mãi trên cái tuyến đường này. Trước kia thì người dân đi lại là phải đi vòng từ đường H10 đi vòng vào trong giữa làng, xong lại đi vòng ra bên ngoài này được. Thế sau khi giờ nó chỉ là con đường nó rất ngắn, tắt qua đây là một con đường rất ngắn, nó rút ngắn được khoảng 2 cây số. Chưa đầy một tháng làm công tác tuyên truyền, người dân ở thôn Mục Nguyên 2, xã Tân Xã đã đồng thuận hiến phần đất nông nghiệp với trị giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn được khang trang như ngày hôm nay. Thôn Mục Nguyên 2 vừa qua thì đã làm được cái công tác xã hội hóa hiến đất làm đường được trên 1.000 mét với trên 10 hộ hiến đất. Cái đoạn đường này thì đã được phóng tuyến và đã làm xây kè và đổ đất để tạo cái điều kiện thuận lợi cho cái việc thứ nhất là giao thông, và cái thứ hai nữa là cái tuyến đi thẳng vào khu đình. Thì tới đây là chúng tôi sẽ cũng quy hoạch thành cái khu công viên. Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, người dân trong xã luôn thống nhất, đoàn kết một lòng, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền góp phần hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí giao thông. Bảng lương của thanh tra viên cao cấp sau khi điều chỉnh tăng lương cơ sở. Hiện nay, mức lương của ngạch thanh tra được tính theo công thức lương bằng hệ số nhân mức lương cơ sở, căn cứ bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ công chức trong cơ quan nhà nước ban hành kèm theo nghị định 204/2004/NĐ-CP. Ngạch thanh tra viên cao cấp được áp dụng bảng lương công chức loại A3 nhóm 1 A3.1 có hệ số lương từ 6,2 đến 8. Mới đây, Chính phủ ban hành nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở mới là 2,34 triệu đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7. Theo đó, thanh tra viên cao cấp có hệ số lương là 6,2 sẽ có mức lương mới là 6,2 x 2,34 bằng 14.508.000 đồng một tháng,
Cụ thể bảng lương mới của thanh tra viên cao cấp như sau. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị vào các chương trình tiếp theo.